Thưa quý vị và các bạn, mỗi chúng ta thì làm việc tại những ngành nghề khác nhau. Mỗi công việc thì có những đặc thù và tính chất riêng. Nhưng Trần Toàn nghĩ rằng tự chung lại, chúng ta đều mong muốn mang lại sự hài lòng và hạnh phúc cho mọi người, cho gia đình và cho chính bản thân mình. Riêng đối với ngành y tế, một trong những ngành rất là quan trọng vì liên quan đến sức khỏe của người dân, thì trong thời gian vừa qua quý vị và các bạn cũng đã chứng kiến rồi ạ. Trước cái sự hy sinh và vượt lên khó khăn của các chiến sĩ nhân viên y tế, thì người dân Việt Nam đã thêm tin yêu, tin tưởng vào ngành y tế hơn. Và trong chương trình Hành Trình Hạnh Phúc ngày hôm nay, chúng tôi mời tới trường quay một vị bác sĩ rất đáng kính. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, bác sĩ tiến sĩ thầy thuốc ưu tú Vũ Đình Thắng, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Nhân dân 115. Trần Toàn được biết là ông đã gắn bó với khoa hồi sức tích cực đã được hơn 20 năm rồi. Và Trần Toàn cũng biết rằng là đối với khoa hồi sức tích cực ấy, là cái khoa mà chẳng ai muốn vào cả, vì hàng ngày chứng kiến sinh tử của mọi người. Vậy thì tại sao ông lại lựa chọn cái công việc này ạ? Khi tôi bước chân vào bệnh viện 115 á, thì gần như tôi là một con số 0. Thành ra tôi được một cái may mắn là đi theo rất nhiều các bác sĩ trưởng khoa để làm phụ tá. Thế sau đó một thời gian thì khi trưởng thành rồi thì bác sĩ trưởng khoa tim mạch cũng muốn tôi lên làm tim mạch, bác sĩ trưởng khoa nội thần kinh cũng muốn tôi lên làm nội thần kinh. Nhưng mà tôi lại thích là chọn khoa hồi sức, mặc dù bác sĩ trưởng khoa hồi sức thì lại không chọn tôi, bởi vì tôi thấy cái nghề hồi sức nó rất là hay. Tôi ví nó giống như một cái đội đặc nhiệm, khi mà chứng kiến cái sự sinh tử của con người thì nó giống như là một đội đặc nhiệm, mình phải giải cứu con tin vậy đó. Mình phải làm dùng hết cái nỗ lực của mình, dùng tất cả các cái khả năng của mình nhanh nhất có thể để mình có thể cứu sống người bệnh. Nhưng sau đó khi người bệnh ổn định rồi thì chúng tôi có khi lại thư thả, lúc đấy lại có khi lại còn có thời gian uống cà phê. Thì tôi thích một cái công việc như vậy. Khoa hồi sức của chúng tôi á, nó giống như là một cái, tôi ví nó giống như là một cái người đưa đò. Rất nhiều người vào và rất nhiều người ra đi, nó chỉ có một vài người trụ lại. Thì đó là những người có đặc tính như thế nào? Thứ nhất, họ phải có một cái đặc tính là quyết đoán và dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn. Nhưng mà đồng thời trong lúc nhanh như vậy, bởi vì liên quan đến tính mạng con người thì bắt buộc họ quyết định, nhưng mà nó phải có cơ sở, đúng. Có lẽ là chắc là phải hơn 40 năm đúng không ạ? Gắn bó với ngành y. Vậy thì cái điều gì mà khiến ông hài lòng và hạnh phúc nhất trong công việc ạ? Một câu hỏi cũng rất là hay. Tại vì thực ra cái công việc của tôi thì đúng là rất là khó hài lòng và hạnh phúc. Vì sao tôi nói như vậy? Tôi nghĩ rằng nếu mà một bác sĩ mà hài lòng là bác sĩ đó phải có đủ điều kiện để cứu chữa cho người bệnh. Mà muốn như thế thì kể cả về phía bệnh viện cũng như là những bác sĩ, ví dụ như cơ sở vật chất, ví dụ như trang thiết bị hoặc là thuốc men, rồi thì là cơ sở vật chất phải đảm bảo. Rồi thì người về phía người bệnh thì người bệnh lại cũng phải có đủ điều kiện tài chính. Tại hiện nay có rất nhiều thuốc đắt tiền cũng như rất nhiều các biện pháp hiện đại nhưng mà lại rất là tốn kém. Như vậy nó đòi hỏi hai điều kiện đó. Đồng thời kể cả đời sống của cán bộ công nhân viên bác về ngành y là cũng phải đảm bảo. Để chúng tôi không nghĩ cái gì hơn là việc cứu người bệnh. Như vậy cái sự hài lòng nó tương đối khó. Còn cái hạnh phúc á, thì tôi nghĩ thế này ạ. Cái hạnh phúc thì nó lại phải vượt trên hài lòng một chút. Tức là nó vẫn là hài lòng. Nhưng mà cái hạnh phúc đó là phải làm sao cứu được người bệnh. Thì cái người bệnh đó nó lại phải là có một cái chất lượng cuộc sống. Đồng thời là cái gia đình khi cứu được người bệnh đó lại không phải bị gánh nặng về kinh tế. Chứ còn tôi nghĩ là để cứu người bệnh mà lại bán tài sản, vay nặng lãi, hoặc là để mà mình lại phải cố cắt, mình làm rất nhiều công việc suốt ngày suốt đêm như vậy, thì theo tôi nghĩ nó cũng không phải là tốt. Cho nên đối với tôi, hạnh phúc là khi cứu một người bệnh, người ta quay trở lại với cuộc sống của họ, có chất lượng cuộc sống, và họ không phải là cái gánh nặng cho bản thân, gia đình và xã hội, thì sẽ làm tôi hạnh phúc. Một cái quan điểm mà Trần Toàn thấy rất là bất ngờ, bởi vì khi mà chia sẻ với các bác sĩ tại các bệnh viện đó, thì Trần Toàn thường thấy các bác sĩ nói rằng là chỉ cần cứu được một người thôi là đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Thế nhưng mà riêng với bác sĩ Thắng vừa chia sẻ đấy ạ, là vừa là phải cứu được bệnh nhân nhưng mà người đấy phải có cái chất lượng cuộc sống tốt, đúng không ạ? Cộng với lại không để lại cái gánh nặng tài chính cho gia đình. Vậy thì dưới cái góc độ người làm chuyên môn về y như ông á, thì có một cái giải pháp nào để giúp mọi người có thể đảm bảo được cái điều đó không ạ? Cũng rất là hay. Tại vì tôi nghĩ thế này ạ, cái chi phí về y tế đặc biệt là cho những bệnh nặng bây giờ không phải là nhỏ. Tôi nói thật luôn là kể cả những người thu nhập như chúng tôi, mà nếu mà phải chi phí cho một người thân nằm ở cái khoa hồi sức hoàn toàn thì tôi nghĩ là cũng là một gánh nặng. Thế cho nên là tôi thấy là trong thực tế nó có những cái giải pháp rất là hay. Tức là một số người bệnh vào chỗ chúng tôi thì người ta có đầy đủ các loại bảo hiểm. Ví dụ như bảo hiểm y tế, nhưng ngoài ra họ lại còn có những cái bảo hiểm nhân thọ, vân vân. Thì tôi thấy là khi mà ra viện như vậy thì gần như là họ được thanh toán toàn bộ cái chi phí. Thì cái điều đó sẽ làm tôi rất là hạnh phúc. Khi mà một người bệnh vào mà người ta khoe với chúng tôi rằng họ có rất nhiều các loại bảo hiểm y tế này, bảo hiểm nhân thọ này, vân vân, thì chúng tôi rất là mừng.
Bởi vì khi đấy chúng tôi biết rằng chúng tôi có thể dùng những loại thuốc đắt tiền nhất, mà có những cái thuốc mà một liều á, nó có thể lên đến hàng triệu. Rồi thì có những biện pháp kỹ thuật đắt tiền nhất để áp dụng cho người bệnh. Vì tôi biết là người bệnh sẽ không phải chi trả, mà có một cái tổ chức khác chi trả. Nhưng nếu mà vào mà người bệnh nói rằng là người bệnh không có một cái bảo hiểm gì cả, thì phải nói thật là chúng tôi cũng rất là khó nghĩ. Bởi vì mình phải làm sao để vừa điều trị được cho người bệnh, mà vừa phải làm cho gia đình không bị gánh nặng. Vâng, thưa quý vị, như là bác sĩ Thắng nói thì Trần Toàn thấy đúng thực sự là một cái chia sẻ của một vị bác sĩ rất là có tâm. Bởi vì thực ra mà nói ấy, thì khi mà chúng ta có bảo hiểm thì nó sẽ bù đắp về mặt cái chi phí y tế rất là tốt. Ví dụ như là bảo hiểm y tế thì họ cũng có cái hạn mức chi trả, đúng không ạ? Hay là bảo hiểm nhân thọ chẳng hạn thì không qua quan tâm là người bệnh á, họ chữa mất bao nhiêu tiền, cái hạn mức của mỗi gói bảo hiểm thì sẽ chi trả là bao nhiêu. Ví dụ như nằm viện hết 200 nhưng mà bảo hiểm vẫn nhân thọ có thể chi trả 400 chẳng hạn như vậy. Và rõ ràng là vừa là bù đắp được cái chi phí của y tế, lại còn vừa bù đắp được những cái tháng ngày mà mình đúng ra mình đi làm thì mình lại nằm viện, đúng không ạ? Thì chắc chắn rồi, bản thân không chỉ bác sĩ yên tâm đâu, mà Trần Toàn nghĩ rằng là người bệnh cũng sẽ yên tâm hơn đấy ạ. Vâng ạ, đó là về nghề nghiệp. Vậy thì còn đối với cuộc sống thì sao ạ? Trần Toàn xin phép hỏi một câu hỏi riêng tư là đối với ông, trong cuộc sống hàng ngày thì với ông hạnh phúc và hài lòng là gì ạ? Để hài lòng hạnh phúc chung á, thì theo tôi nó được đòi hỏi hai cái nền tảng. Một là về sức khỏe, không khỏe mạnh thì không thể nói là hài lòng hạnh phúc được. Cái thứ hai là về tài chính, là mình phải có đủ để sẵn sàng chi trả trong bất kể tình huống nào, đặc biệt là những tình huống xấu như là bệnh tật, tai nạn, vân vân, thì nó mới là cái nền tảng cho hài lòng và hạnh phúc. Theo tôi đấy là hai điều cần. Vâng, thực ra thì nhiều người vẫn nói đó là khi mà chúng ta có sức khỏe thì chúng ta mong muốn rất là nhiều thứ, đúng không ạ? Nhưng mà khi chúng ta không có sức khỏe thì chúng ta chỉ mong muốn một thứ thôi, đó chính là sức khỏe. Và Trần Toàn nghĩ rằng là cái quan điểm của ông ấy cũng sẽ là một cái điều mà rất là nhiều khán giả đang theo dõi chương trình sẽ suy ngẫm và nhìn nhận lại. Trong cuộc sống của chúng ta thì có lẽ hạnh phúc chính là chúng ta làm chủ được mọi cái tình huống trong cuộc đời, đúng không ạ? Tôi vẫn nghĩ là vẫn có những giải pháp để có thể giúp cho vấn đề về vấn đề này. Tôi nói ví dụ như là bảo hiểm nhân thọ chẳng hạn. Tôi thấy người Việt Nam mình rất ít người tìm hiểu hoặc là hiểu biết về bảo hiểm nhân thọ. Trên thế giới thì tôi thấy là gần như là dân số của họ đến 80-100% là có bảo hiểm nhân thọ. Bởi vì sao như vậy? Bởi vì là bảo hiểm nhân thọ nó vừa đảm bảo cho mình ở trong những tình huống bất ngờ, bệnh tật, tai nạn. Nhưng mà đồng thời nếu bình thường thì nó lại cũng vẫn có thể đảm bảo cho mình khi mà mình về hưu. Vâng, hạnh phúc và hài lòng thì đôi khi chúng ta cảm thấy nó rất là mơ hồ, đúng không ạ? Nó rất là khó để mà đo đếm. Nhưng mà như là bác sĩ tiến sĩ Vũ Đình Thắng chia sẻ ạ, hạnh phúc và hài lòng chính là cuộc sống an nhàn khi về già, là chúng ta luôn chủ động trong mọi tình huống của cuộc sống, luôn làm chủ cuộc sống của mình. Trong cái hành trình đó thì quý vị không cô đơn ạ. Luôn có người thân, bạn bè, luôn có các chuyên gia y tế giống như là bác sĩ tiến sĩ Vũ Đình Thắng ạ, và cả bảo vệ nhân thọ nữa. Trong hơn 25 năm tại Việt Nam thì bảo vệ nhân thọ với sứ mệnh bảo vệ gia đình Việt, bảo vệ sức khỏe Việt, luôn mong muốn sự bình an, hạnh phúc và đảm bảo tài chính cho quý vị và gia đình trong mọi tình huống của cuộc đời. Hy vọng rằng là bảo vệ nhân thọ sẽ là lá chắn mang tới sự bình an và hạnh phúc cho gia đình quý vị, cũng giống như là bảo vệ nhân thọ đã mang lại sự hài lòng và hạnh phúc cho 16,2 triệu lượt khách hàng, và xứng đáng với lại cái danh hiệu là Bảo Việt Nhân Thọ, là doanh nghiệp bảo hiểm mang lại sự hài lòng và hạnh phúc nhất cho khách hàng Việt Nam năm 2021. Với cương vị là một bác sĩ, cũng là cái người để lo sức khỏe cho mọi người, thì tôi xin chúc mừng và cảm ơn Bảo Việt Nhân Thọ đã cùng với chúng tôi để tạo thành cái thế gọi là hai chân vững chắc để bảo vệ cho người dân Việt Nam. Rất là cảm ơn bác sĩ tiến sĩ Vũ Đình Thắng đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chuyên mục Hành Trình Hạnh Phúc xin được hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.